Hello, hello, và Đức Vũ xin kính chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ USA. Lời đầu tiên, xin cầu chúc cho tất cả quý vị và các bạn cùng với gia đình của mình luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống các bạn. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 10 tháng 2 ở Mỹ, và Đức Vũ đang làm cái video này là trên đường đi làm ở tiểu bang Maryland. Hôm nay thứ Sáu bạn ha, cầu chúc mọi người cuối tuần nhiều niềm vui, Happy Friday cả nhà. Thì hôm nay có nhiều đề tài để nói đó quý vị bạn, nhưng mà thôi mình tâm sự. Các bạn thấy Đức Vũ quay cái cảnh ngoài đường cho quý vị các bạn thấy, và có nhiều người thì cũng thích cái cảnh ngoài đường ha. Thì hôm nay mình nói đề tài có một cái bài mình đọc cũng lâu lâu rồi các bạn, nhưng mà nó nói về môi trường rồi văn hóa ở Mỹ, nói chung là để dành cho các cái quý vị và các bạn nào định cư ở Mỹ hoặc là giờ đi các cái tiểu bang. Thì hôm qua mình có nói làm một cái video là sống ở tiểu bang nào, định cư ở tiểu bang nào các bạn ha. Thì đầu tiên các bạn thấy có thứ nhất là những cái khu nó có cái đường đi bộ dành cho người đi bộ, dắt chó đi bộ, tất cả mọi thứ. Thì nó có một cái bài nó viết dài lắm, nó có nhiều cái mục luôn. Nó nói về xả rác, nói về xếp hàng, nó nói về nói chung văn hóa Mỹ các bạn ha. Nhưng mà trước khi mà chia sẻ cái này đó, thì Đức Vũ cũng tại vì cái này nó dài lắm các bạn, cho nên có thể vài tập, cho nên là mình nói sơ sơ. Nhưng mà trước khi chia sẻ thì cũng trả lời cho một cái bạn hỏi là: chú ơi, sao mà cháu mới qua được 5 tháng đang đăng ký học ESL mà sao người ta nói mà cháu không có nghe được cái gì hết. Thì cháu thì viết được, đọc được, nói được, nhưng mà người ta nói không nghe được cái gì hết. Ví dụ như là ở trên lớp thì cô nói được, nghe được, bạn nói nghe được, nhưng mà đi Walmart hoặc là đi chợ thì người ta nói còn không có nghe được cái gì hết. Dạ thưa cái bạn này ha, thưa quý vị bạn khán giả luôn, thì đối với cái bạn này mà qua được 5 tháng mà như vậy là theo mình là giỏi lắm rồi. Bởi vì nguyên tắc là chúng ta không biết tiếng Anh gì hết mà chúng ta đã thứ nhất chịu khó đăng ký đi học. Và bạn ấy nói là có nhiều cái mà thầy với lại bạn bè nói đó là mày phải nghe đi nghe lại 3-4 lần. Và bạn nói là nhiều khi bạn mở cái news hoặc là mở cái video lên mà nghe 3-4 lần cũng chả hiểu gì hết. Mà mình nói với cái bạn này là như vậy là bạn giỏi lắm rồi. Nhưng mà để làm được việc này thì đầu tiên là như thế này cho nó dễ. Bạn cứ mở cái TV lên, bạn coi movie hoặc là bạn coi news, bạn làm gì đó, thì bạn mở cái subtitle lên để bạn xem. Bạn nghe vừa xem thì bạn sẽ hiểu người ta nói cái gì. Và nghe thường á, mình nói thật với bạn là nghe mà có 3 lần thôi thì chưa có gì hết. Có những cái mà phải nghe cả 100 lần, 1000 lần á. Cứ nghe tới nghe lùi, nghe tới nghe lùi. Hồi xưa mình học á, trong cái cuốn mà Streamline English, cho cái bộ Streamline English đó, hồi lúc mà mình còn ở Việt Nam các bạn, mình học cái bộ đó, thì hồi đó mình học để biết tiếng Anh chứ không phải là mình học để mình đi Mỹ hay là gì hết, mà học biết tiếng Anh. Thì cái cuốn đó đó, hồi đó ông thầy của mình dạy, thầy đó là thầy dạy trước, ông dạy trước năm 75, thầy của mình dạy là ông phải có chút xíu rượu vô ông mới dạy, nó đọc nó mới dẻo được các bạn ha. Thì ông dạy mình, ông nói ông nói này nè, ông nói học thuộc, và thậm chí bây giờ mình học đến nỗi những cái cuốn đó đó, ví dụ như là cái cuốn đó học như thế nào, đọc như thế nào mình còn nhớ các bạn ha. Ví dụ như là những cái bài đầu tiên rồi destination hoặc là departure, bây giờ nhiều khi mình còn vẫn còn nhớ. Và cái đó nó tạo cho mình, có nghĩa là mình học đi học lại. Và nghe đó, mình nghe liên tục quá đó, mở băng cassette, có cái băng cassette đó, nghe tới nghe đến nỗi mà cái băng nó nháo luôn. Thì
Đó là cái cách để học, cái cách để học. Và bạn đừng có nản chí, học cái gì cũng vậy thôi, đừng có nản chí. Cái quan trọng nhất là không nản chí. Thì đó là cái mình chia sẻ. Còn đương nhiên bạn sẽ từ từ, đừng có gì gấp quá, đừng có quá gấp ha, đừng có quá gấp, bởi vì mọi thứ nó phải từ từ. Và tiếng Anh là học mỗi ngày, và nó từ từ nó vô. Nhiều khi mình nói thiệt các bạn, mình biết tiếng Anh đó, nhưng mà có nhiều thằng nó nói mà mình hồi mình nghe được có 8-9 thôi. Ví dụ như là nó nói 10 mà mình nghe được có 6-7 thôi, quý vị các bạn cũng có bình thường chứ không có gì hết. Mà ngay cả bây giờ cũng vậy, có nhiều thằng nó nói gọi là phà, nhưng mà bạn hãy tìm những cái keyword bạn nghe, coi nó nói cái ý nó là cái gì. Nhiều khi giờ mình vô họp á, có nhiều thằng nó nói phà, kệ nó nói, nhưng mà mình biết nó đang nói về vấn đề đó. Thì học keyword nó là một cái quan trọng bạn ha. Ok rồi, thì đầu tiên cũng phải trả lời câu hỏi trước. Bạn nói là tại sao trả lời câu hỏi trước, không trả lời câu hỏi sau. Nhưng mà thôi, cái người hỏi thì mình phải trả lời trước ha. Rồi, bây giờ tới cái công việc liên quan đến cái câu chuyện liên quan đến văn hóa Mỹ. Đầu tiên là xả rác. Ở Mỹ các bạn, nó có cái chỗ để bỏ rác. Thì cái người này mới, cái người mà viết cái bài này chụp cái hình đâu ở cái chỗ mà sau cái trận bóng bầu dục các bạn ạ. Ở đây nó kêu là football. Thì người ta xả rác, xả lon bia, rồi xả ở cái phòng VIP gì đó, xả rồi chụp cái hình đó bắt đầu mới đưa lên. Thì mình nói thật với quý vị các bạn đó, ở Mỹ mà, ở đâu cũng có. Thậm chí các bạn thấy trên đường cũng có rác. Cũng phải, không phải là không có rác đúng không, nhưng mà các bạn thấy khi mà mình quay cho mọi người xem nè, rác nó ở chỗ này nó cũng ít, và nó có cái chỗ mà để bỏ rác. Đương nhiên là ở những cái khu vực ví dụ như thời tiết của bên Đức Vũ nè, nó bay, hoặc là ở khu vực nhà Đức Vũ cũng vậy, có khi mà mình bỏ rác thì nó bay này bay kia thì rồi. Nhưng mà thông thường các bạn thấy ở trên đường á, nó sẽ có cái người mà họ đi họ nhặt rác các bạn ạ. Họ nhặt rác, giống như cái chỗ này là nó đang làm thôi, nhưng mà cũng có những cái người họ đi họ nhặt rác quý vị các bạn. Này nó làm đường. Họ đi họ nhặt rác. Nhưng bây giờ mình hỏi với các bạn đó, là cái ý thức của bên này là từ những đứa nhỏ nó đã được dạy rồi, rác là phải đổ bỏ vô thùng. Và điều quan trọng nữa, ví dụ như đổ rác ở nhà hoặc là ở đâu đó, nó cũng có hai thứ các bạn. Bất kỳ nơi nào, ở chỗ làm hay là chỗ nào cũng vậy á, nó có hai thứ. Thứ nhất là gì? Là recycle, là cái rác có thể dùng lại được, và cái rác thứ hai là không dùng được nữa thì chúng ta phải bỏ. Và ở đâu cũng nó cũng vậy hết bạn, nhưng mà tùy theo tiểu bang. Rồi đó là các cái khu nói chung ở các cái tiểu bang, hoặc như tiểu bang Đức Vũ đi, nói cho nó dễ. Nhưng mà có những cái khu vực các bạn, rác nó cũng được dục tùm lum, ví dụ như là ở downtown hay là chỗ này chỗ kia, nhưng mà nó hiếm lắm các bạn, nó ít lắm các bạn, ít lắm. Và các bạn thấy được là cái ý thức của người ta, ý thức đó là quan trọng. Ý thức của người ta biết bỏ rác ở đâu, bỏ như thế nào. Và các bạn thấy rằng không giống như Việt Nam, đang lái xe thì bịch rác từ cái xe trước bay phà. Ít ra thì ở đây người ta cũng có cái ý thức hơn là sao? Là rác được bỏ, dừng lại một cái chỗ chạm xăng hoặc là một cái chỗ nào đó người ta bỏ rác các bạn. Người ta không có cái dạng mà đi ngoài đường dục bịch. Hoặc là ở các cái khu vực chung cư hoặc là ở nhà, ở đâu đó thì người ta cũng có cái chỗ để người ta bỏ rác. Chứ không phải giống ở Việt Nam là, nếu mà quý vị các bạn nào ở các cái khu nhà chung cư hoặc là gì đó thì các bạn thấy là rác nó sẽ bay phà. Ngày trời nó ấm cho nên là có motorcycle.
đó thì rác nó được nói chung là còn rất nhiều vấn đề. Còn cái người mà chụp cái tấm hình lên nói ở Mỹ cũng xả rác, trời ơi, ở đâu mà không có, đúng không các bạn? Nhưng mà xả rác đúng nơi đúng chỗ à, và cái ý thức của người ta là như vậy. Rồi tới một cái thứ hai à, mà cái thứ hai để nói đến thôi nói cái này đi cho nó dễ, nói xếp hàng thì từ, từ từ nói, mình nói tới cái này nó gần với cái bạn mà hỏi học tiếng Anh á, cái bạn nói á, là nó kêu là người ta nói tiếng Anh thì nói phà, nhưng mà bạn kêu nó viết đi, nó viết không có được. Không phải đâu quý vị các bạn nói nó chỉ là bề nổi thôi, bởi vì như thế này các bạn, thứ nhất ít ra thì một đứa trẻ ở Mỹ nó cũng được học trừ những cái đứa trẻ mà nhập cư hoặc là những cái đứa nào mà nó không được đi học thì không nói các bạn ha. Nhưng các bạn biết rồi, ở Mỹ là Hiệp Chủng Quốc, nhưng mà mình đang nói là dân ở Mỹ, mà những cái người dân gọi là có kiến thức, có tri thức, thì sao các bạn ai cũng biết viết, viết đọc hết các bạn, chứ không có phải là không ai. Bởi vì không có biết viết, viết đọc thì làm sao mà bạn đi thi bằng lái xe rồi đi học cái này đi học cái kia, nói chung là ai cũng biết hết các bạn ha. Thì trừ những cái người ha, những cái người mà có thể nhập cư, bạn đi đâu đó bạn gặp một cái người nhập cư thì nói là nó nói tiếng Anh thì nó nói phà phà đó, nhưng mà kêu nó viết ra thì nó chưa chắc chúng. Không phải các bạn, có thể như thế này, chữ nó viết xấu xấu thiệt đó các bạn, tại vì nó không có quan tâm đến cái việc mà vở sạch chữ đẹp, mà nó quan tâm là mày có tư duy phát triển, có nói được hay không, mày có cái này hay không thôi, chứ không thể nào nói cái câu chuyện liên quan đến là viết chữ à. Còn cái viết từ, trừ những cái người mà nói thiệt đó, ví dụ như là những cái người mà ví dụ như nhập cư ở South Africa thì các bạn ha. Nhưng mà những cái thằng South Africa nó nhiều khi có những cái thằng nó cũng học ghê lắm các bạn, chứ không phải không. Thì ngay cả giờ Đức Vũ nè, có những cái từ mà quý vị các bạn mình nói nhiều mình quen, nhưng mà nhiều khi mình không có để ý, các bạn viết thì nó có nhiều khi nó thiếu từ này từ kia ví dụ như là environment, environment thì mình đọc nó là như vậy các bạn, nhưng mà nhiều khi mình viết mình viết nhanh quá, mình ít viết, mình viết mình thiếu thì nó cũng là bình thường, không có vấn đề gì, đúng không các bạn? Không có vấn đề gì hết. Nhiều khi viết sai chính tả thôi, thì giống như chữ chữ tiếng Việt của mình nếu mà biết đọc biết viết, nhiều khi mình viết nó cũng sai chính tả các bạn, chứ không phải là không, đâu phải là ai cũng giỏi. Nhưng có một điều mà mình nói thật với cái việc các bạn, cái người nhập cư luôn luôn thua những cái người được sinh ra, mình dùng từ cái người được sinh ra ở Mỹ đi, được học hành đàng hoàng á, thì mình thua này các bạn, mình thua bằng tiếng Anh. Bởi vì tiếng Anh là chìa khóa bởi mở rất là nhiều cánh cửa, và mình thua nó ngay cả khi mà mình ví dụ như mình apply lên làm sếp là làm supervisor hoặc là làm manager, thì cái mà thua thiệt của mình á là communication bằng tiếng Anh với bạn, bởi vì bạn phải public speaking, bạn phải nói được, meeting bạn phải nói được. À, học hành đó, mình nói học học hành bạn phải nói được à, thì đó là những cái mà mình thấy là người nhập cư, đặc biệt là ví dụ như người Việt của mình à, đương nhiên người Việt thì mình có rất là nhiều người giỏi đúng không các bạn ha, nhưng mà nhiều khi mình thua thiệt, dùng từ mình thua thiệt các bạn, thua thiệt họ à, có nghĩa là mình so sánh ví dụ như giờ hai thằng mà được promote, có nghĩa là được thăng chức, thì người ta sẽ lựa chọn cái thằng mà giỏi tiếng Anh hơn, chứ mình không nói là chọn thằng Mỹ không chọn thằng Việt, không phải các bạn ha. Chọn là cái thằng mà giỏi tiếng Anh, có thể những thằng Mỹ nó cũng không quá giỏi tiếng Anh đâu, nhưng mà nó nói hay, nó nói hay, thì đó là cái cách các bạn ha. Nhưng mà cuối cùng quan trọng là vấn đề chất lượng công việc bạn làm như thế nào. Ok, đó là cái vô câu chuyện liên quan thứ hai. Cái thứ ba là xếp hàng à, các bạn thấy nè, bây giờ đang là kẹt xe à, có ba lane à, ba lane à, và một cái lane ở trong là một cái lane emergency các bạn, hai bên đều có một cái lane ở trong là emergency đó, các bạn thấy không, có kẹt xe đi nữa thì người ta cũng không chen nhau lên để dành đường để đi, các bạn dành đường để đi, mặc dù đường ở Mỹ nó to đó, các bạn thấy cái lane ở trong không
cái len ở trong bên tay phải của Đức Vũ đó. Đó, cái len đó là dành cho emergency. Emergency là những trường hợp đặc biệt xe bị chết máy hoặc là hư hỏng hoặc là có cái vấn đề gì đó thì người ta sẽ đi vào cái len ở trong để người ta cầu cứu, dùng từ vậy để cho nó dễ. Vậy đi. Thì các bạn thấy là không có, thỉnh thoảng có vài thằng nó len lỏi, nó chạy phà lên thì cảnh sát họ dịch đó. Mà Mỹ cảnh sát nó không phải gây áp lực cho chúng ta là đi là phải canh cảnh sát các bạn ha. Ở đây thì bạn cứ đúng luật, nó cho 50 mai chạy 50 mai. Nếu mà 50 mai thì có thể chạy hơn. Đó, bây giờ khúc cua này các bạn ha, thấy cái bảng số 5, thấy cái bảng 50 mai không? À, RAM 50 mile per hour. Là vì sao bạn? Mình chạy 50 mai, nhưng mà các bạn mình chạy 55 mai cảnh sát cũng cho không nói gì hết. À, có nghĩa là trên dưới khoảng 50 mai thì không có vấn đề gì hết các bạn ha. Không có vấn đề gì hết. Rồi. Nhưng cái mà mình muốn nói đó là ý thức các bạn ha. Ý thức đương nhiên cũng có, ở đâu mà không có thằng điên, thằng khùng thằng điên, đúng không? À, nhưng mà những cái thằng khùng thằng điên đó thì nói chung nó sẽ bị trả giá các bạn. Trả giá là sao? Nó chạy nhanh thì nó bị cảnh sát bắt vậy thôi. À, chả có gì hết, bởi vì luật của Mỹ nó rõ ràng. À, rõ ràng. À, cái nào nó rõ ràng. Mình nói mình không phải bảo vệ các bạn, nhưng đó là cái thực tế. Rồi. Xếp hàng ở trong bây giờ mình nói ở trong hãng hay là ở trong bất kỳ đâu đi. Mình nói lúc mà làm bất kỳ việc gì các bạn cũng phải xếp hàng. À, cũng phải xếp hàng. Thì các bạn thấy rằng xếp hàng nó là một cái chuyện văn hóa bình thường. À, người ta nói có nhiều thằng không bắt xếp hàng không? Có những thằng nhảy lên có, nhưng mà những cái thằng nhảy lên đó chắc là hiếm hoi lắm quý vị các bạn. Hiếm hoi lắm, ngay cả ở trong hãng của Đức Vũ nhé. Bây giờ dụ như vô để vô xong rồi bắt đầu xếp hàng để check in đi. À, nếu mà trường hợp đông thì thằng nào vô trước thì thằng đó đứng trước. À, thằng nào vô trước thì thằng đó đứng trước các bạn. Nó không có cái kiểu mà trên hoặc là các bạn đi bất kỳ ở đâu, đi chợ shopping, đi xem này xem kia thì sao các bạn, thấy phải xếp hàng. Và đó là cái văn hóa các bạn. Cho dù bạn gấp đi nữa, bạn muốn nhanh đi nữa, bạn là vua đi nữa thì bạn cũng phải xếp hàng. Thậm chí ông là tổng thống thì ông cũng phải xếp hàng. À, nó không giống như Việt Nam. À, cái này mình nói thật, nói thẳng, Việt Nam là có nhiều trường hợp cứ chen tới chen lui, đang chạy đường này thì chen đường lên. À, thì thứ nhất là nó gây bát nháo, thứ hai là nó gây ra tai nạn, nó gây ra tùm lum thứ quý vị các bạn. Và điều đó thì nó có thực tế rồi. Hồi đó mình có kể một cái câu chuyện, hồi xưa mình làm cho một cái công ty của Đức các bạn ha. Mình chở ông sếp đi vào sân bay bằng xe máy. Ông sếp thì ông khoái đi xe máy lắm. Xong rồi đi xe máy để rước ha, để rước. Thì rước ai đó mình không nhớ, đi đón ai đó mình cũng không nhớ nữa các bạn ha. Thì khi mà đi vô các bạn thì có một cái thằng một cái anh chàng thanh niên chứ không phải là ông nữa, mình nhớ một cái anh chàng thanh niên, anh tới mình đang xếp hàng thì anh với từ đằng sau anh lạng lên lạng qua lạng lại, cái anh đứng ra trước của mình các bạn. Thì cái ông sếp này ông người Đức mà ông cũng sống rồi, người Đức thì bạn biết là tính kỷ luật của họ cao lắm. Ông mới nhảy xuống xe, mình hết hồn các bạn, hết hồn. Mình tưởng là cái gì, ai bè ông nhảy xuống xe, ông kéo xe cái thằng đó lại. Và hai bên cãi nhau, đòi đánh nhau nữa các vị các bạn, hai bên cãi nhau. Thì sau khi nói về cái vụ đó thì sao các bạn, thì ông nói là hai bên cãi nhau thì mình cũng biết rồi, mình cũng biết được rồi. Thì hai bên cãi nhau thì chút xíu nữa cũng có không phải là cảnh sát mà là trật tự gì đó tới. Thì mình giải thích thì ăn kia cái người mà cái anh mà xếp hàng đó, anh hùng hùng hổ hổ các bạn ha, đòi đánh như thế này thế kia. Nhưng mà tại vì cái tướng của ông sếp mình to lắm cho nên đánh cũng không dám đánh.
Nhưng mà thôi, đó là cái câu chuyện mình kể để cho mọi người thấy được rằng cái việc mà xếp hàng, cái văn hóa xếp hàng, chưa nói tới những cái câu nói mà những cái đứa bé ở bên đây nó thường nói, mình ai giúp gì mình thì cảm ơn, cảm ơn, rồi nếu mà ví dụ như là chỉ cần ngang qua thôi các bạn, chứ chưa nói đụng tới đâu, thì đã là xin lỗi, cảm ơn. Đây là những câu nói cửa miệng, mặc dù nó không phải là lớn lao gì cả, nhưng nó tạo ra một cái văn hóa rất là tốt các bạn, và nó là quy củ. Đương nhiên có những thằng nó cũng những thằng nó cũng xịt lắm các bạn, nó cũng này này kia kia, nhưng mà thôi, thì đó là cái câu chuyện mà mình thấy rằng á, là nếu chúng ta các bạn ha, nếu chúng ta nó còn nhiều câu chuyện nữa các bạn, nó còn nhiều câu chuyện nữa, nó còn nhiều câu chuyện là cái bài viết đó mình sẽ phản biện cái bài đó, nhưng mà thực ra thì nó lại tại vì nó liên quan đến cuộc sống ở Mỹ các bạn ha, có sự thì sao nói vậy, có sao thì nói vậy, đúng không? Có làm sao thì chúng ta nói như thế, chứ đừng có thể là cái tác giả của cái bài viết này họ muốn thứ nhất là họ muốn chê Mỹ, khen nước nào đó, thì thôi cái chuyện chê hay không thì không quan trọng mà, nhưng mà mình sống thì nó quen rồi, mình quen rồi. Ví dụ như đi ra ngoài đường cũng vậy, lái xe cũng vậy bạn, nó không có bị áp lực, nó không có bị một cái áp lực, mình lái thoải mái, cứ cái lane của mình đi nhanh đi chậm thì cũng chả ai bóp kèn hết bạn ha, chả ai làm như thế này là chả ai làm như thế kia hết. Ok, thì đó là một vài cái chia sẻ của Đức Vũ trong ngày hôm nay thứ sáu các bạn ha, và chúc cho tất cả quý vị và các bạn cùng với gia đình của mình thứ sáu cuối tuần thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ tạm dừng cái video này ở đây quý vị bạn ha. Đó, các bạn thấy không? Đó, đường mà nó chở đất là nó phải có cái xe, đường mà nó chở đất là nó phải có cái xe để quét cho nó sạch. Ok thôi, nói tới đây thôi quý vị bạn ha. Hôm sau mình lại tiếp tục về câu chuyện văn hóa Mỹ. Văn hóa Mỹ, ok. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo quý vị các bạn nhé. Bye bye.